Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Sau đây là bản tin Việt Nam. Mỗi ngày, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả nợ 1.101 tỷ đồng. Thưa quý vị, theo như báo Trí Thức VN ngày 6 tháng 4 năm 2019 loan tin, theo như báo cáo từ cơ quan cai quản nợ và tài chính đối ngoại của Bộ Tài chính Cộng sản Việt Nam, tổng thu ngân sách nhà nước trong tam cá nguyệt 1 đạt được là 381.000 tỷ đồng, tăng 13.2% so với cùng thời kỳ năm 2018. Còn tổng chi ngân sách trong tam cá nguyệt 1 là 315.6 ngàn tỷ đồng, tăng 7.6% so với cùng thời kỳ năm 2018. Trong khi đó, chi thường xuyên gần 273.2 ngàn tỷ đồng, chi đầu tư phát triển là 46.7 ngàn tỷ đồng, chi trả nợ lãi là 30.76 ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm 2019, nhà cầm quyền Cộng sản đã phải trả 99.128 tỷ đồng tiền nợ, bình quân mỗi ngày trả hơn 1.101 tỷ đồng. Chỉ riêng tháng 3 năm 2019, thì Cộng sản Việt Nam phải trả khoản nợ là khoảng 38.768 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 31.317 tỷ đồng, trả nợ ngoại quốc là 7.451 tỷ đồng. Để sắp xếp lại nợ công về kỳ hạn nợ và lãi suất huy động, Bộ Tài chính Cộng sản đã phát hành 69.500 tỷ đồng tiền trái phiếu chính phủ trong tam cá nguyệt 1, với kỳ hạn bình quân là 12.35 năm, lãi suất bình quân là 4.91% trong một năm. Cũng trong tam cá nguyệt 1, nhà cầm quyền Cộng sản đã thực hiện ký một hiệp định vay tiền ngoại quốc trị giá 188 triệu 300 ngàn Mỹ Kim. Cùng thời điểm này, nhà cầm quyền đã giải ngân khoảng 957 triệu Mỹ Kim nguồn vốn ODA và vay ưu đãi, trong đó cấp phát khoảng 721 triệu Mỹ Kim, số tiền còn lại là vay về để cho vay lại. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.